Theo thống kê, các chương trình kết nối cung cầu hàng hóa từ trung ương đến địa phương đã giúp tỷ lệ hàng Việt Nam tại hệ thống phân phối bán lẻ trên cả nước luôn đạt từ 70% đến trên 90%. Tuy nhiên, hàng hóa của các doanh nghiệp mới khởi nghiệp trong hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại vẫn còn khá khiêm tốn. Kết nối sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống siêu thị kênh phân phối là chủ đề hội thảo trực tuyến do Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, truyền thông và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường tại các kênh phân phối bán lẻ trong và ngoài nước. Chia sẻ thông tin và tìm hiểu về quy chuẩn sản phẩm khi đưa ra thị trường, kịp thời nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu trong chuỗi cung ứng hàng hóa, qua đó bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng. Việc ra đời của đề án hỗ trợ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, đề án 844, cùng với sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, hệ thống khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã cơ bản được hình thành, đã góp phần đáp ứng nhu cầu cung cấp hàng hóa an toàn chất lượng ra thị trường. Do vậy, hội thảo là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khởi nghiệp Việt tiếp cận các kênh phân phối hiện đại, thực hiện thành công đề án 844 và cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam do Bộ Chính trị phát động.